Xin chào tất cả các bác đã đến với video trên kênh cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Và trong video ngày hôm nay, cửa hàng Kiên tiếp tục gửi đến cho các bác bộ sưu tập gồm các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Nga, Nhật và Thụy Sĩ. Các bác cùng theo dõi video nhé. Và trong quá trình xem video, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì đừng quên chốt đơn cho em về số điện thoại Zalo em đã ghi ở bên ngoài màn hình, đó là 0936 050 424. Còn đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên ấn vào nút đăng ký màu đỏ ở góc bên phải màn hình để có thể nhận thông báo đón xem các video mới nhất được phát ở trên kênh nhé. Bây giờ thì sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ đi vào phần giới thiệu về các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Thì mẫu đồng hồ đầu tiên giới thiệu đến các bác trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Consos, rất là nổi tiếng luôn, cái dòng máy 12 tư thế các bạn. Consos là cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng của Liên Xô. Em này có phần mặt màu mỡ gà với các cọc số được thiết kế rất là độc đáo và lạ mắt. Vỏ viền mạ vàng và cái phần vỏ của chiếc này còn khá là đẹp, gần như là không có cái dấu hiệu bong chóc nào xuất hiện ở trên cái phần vỏ của chiếc này hết. Đó. Mặt đáy inox nha. Đáy inox. Chiếc này sở hữu cái bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Test thử cho các bác xem phần nốt chiếc này này. Máy hoạt động rất là tốt. Em này thì đã được lau dầu và tình trạng máy được cân chỉnh chạy rất là chuẩn giờ rồi. Với size mặt là 34, form khá là dễ đeo, dành cho các bác nào có cổ tay tầm từ 17,5 đổ xuống lên tay đều được nhé. Em lên tay cho các bác xem chiếc này. Rất là đẹp luôn các bạn. Chung là đối với những cái dòng đồng hồ Nga thì cái lớp vàng của em ấy thì giữ được độ mới khá là cao. Đồng hồ Nga được bọc vàng rất là đẹp luôn đấy các bác. Rồi Zalo với các bác em đồng hồ này, mã sản phẩm là E101 nhé, với giá chỉ có 1.680.000 thôi. Chốt đơn cho em về số điện thoại Zalo em đã ghi ở bên ngoài màn hình, mã sản phẩm E101 với giá là 1.680.000 nhé. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo, nó giới thiệu đến các bác một chiếc Orient SK, một trong những cái dòng máy bán chạy nhất thế giới này. Em này là dòng máy SK thập niên 80 các bác nhé. Chúng là em này zin toàn bộ 100% luôn này, zin toàn bộ luôn các bác nhé, vỏ bọc thép không gì toàn thân. Đây là một dòng máy rất là nổi tiếng của Nhật, kim dạ quang, kim cọc mạ vàng và chiếc này có hai ô cửa địch nằm ở góc 3 giờ này. Phần mặt này thì nó quá là quen thuộc với các bác rồi. Form dáng rất là nam tính và khỏe khoắn, dành cho các bác nào có cổ tay to một chút nên tay em này sẽ rất là đẹp này. Dây khóa nguyên bản của Orient nhé. Đây là cái băng dính nó bụi một chút, lau đi là hết. Orient. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu và biểu tượng của hãng đồng hồ này. Với size ngang đó là 41,4 và size dọc của chiếc này là 46 này. Em lên tay luôn cho bác xem thử chiếc này nhé. Đó, lên tay rất là chất luôn đấy. Máy cơ tự động với 21 chân kính. Tình trạng núm hoạt động tốt này. Đó. Đối với cái núm ở giữa này thì nó có hai nấc chỉnh nhé, một nấc để chỉnh lịch ngày và một nấc để chỉnh kim. Kim cọc hoạt động tốt này. Phần nấc thứ ba này sẽ là để chỉnh cái phần mềm xoay ở bên trong. Bộ lịch bơm còn đang hoạt động rất là tốt. Các bác chỉ cần ấn vào đây, chỉnh cái phần lịch bơm của chiếc này. Giao lưu với các bác, em này mã sản phẩm là E88 với giá là 2.050.000 nhé. Chốt đơn cho em E88 với giá 2.050.000. Rồi tiếp tục em qua mẫu này, giới thiệu đến các bác một chiếc Gold Star. Các bác nhìn em này có quen thuộc không ạ? Rất là giống với những cái dòng đồng hồ như là Rado. Đó. Gold Star thì em này có cái biểu tượng đó là hình cung hoa mai màu đỏ rất là đẹp ở trên này. Mặt hai lòng, cọc số được đính bằng những cái viên đá quý, kim cọc mạ vàng. Và phần mặt kính của em này là kính sapphire các bác nhé. Kính sapphire
máy cơ tự động với 20 năm chân kính này. Vỏ viền thì được mạ vàng PVD cao cấp. Đó, vỏ zin. Phần núm này thì em này sở hữu cái phần núm của Rado các bạn. Núm của Rado, dây khóa zin nhá. Đây là mặt đáy. Ở đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy luôn được cái bộ máy bên trong của trên này. Đó là đây là một cái bộ máy 5 tầng nguyên bản chính hãng của Goldstar. Có khắc tên thương hiệu này. Máy cơ tự động với 20 năm chân kính nhá. Đây là bộ máy bên trong của trên này. Cơ tự động 2 năm chân kính và cái mặt đáy này thì nó có kính lộ đáy thì các bác có thể nhìn thấy luôn được cái phần máy bên trong của trên này. Đó, máy bọc vàng toàn bộ luôn, rất là đẹp. Em này thì có size ngang là 37. Có một cái form rất là lớn để cho các bác nào có cổ tay từ 19 đổ xuống lên tay đều được nhé. Đó, mặt kính sapphire. Với phần mặt nền bên trong thì nó khá là cổ điển rồi. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem cái phần núm của em này. Trên này có nước chỉnh lịch nhanh các bác ạ. Nước đầu tiên nhé, các bác xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh cái phần lịch ngày. Nấc thứ hai sẽ là nấc để chỉnh kim này. Đó. Kim cọc chạy rất là êm. Máy đã được lau dầu. Giao lưu với các bác mẫu đồng hồ này, mã sản phẩm là E99 nhé, với giá chỉ có 2.280.000 thôi. Chốt đơn cho em chiếc này E99 với giá 2.280.000. Rồi em qua mẫu đồng hồ tiếp theo, một chiếc Sunlux. Đây là một cái dòng máy quartz của Nhật. Đó, rất là đẹp luôn các bạn, mặt kiểu vân lụa. Vân lụa, cọc số chảy tia, kim cọc mạ vàng. Đối với những cái dòng máy quartz thì chắc chắn là nó chạy rất là chuẩn giờ, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Vỏ viền được mạ vàng PVD cao cấp. Phần thân vỏ được thiết kế khá là độc đáo với 4 phần là chân càng siêu lạ mắt như thế này. Form dáng tanh. Dáng tanh thì đây là một cái dòng đồng hồ được các bác rất là yêu thích này. Mặt đáy inox không gỉ, có khắc tên thương hiệu Sunlux. Thông số máy đó là M11005. Núm ngọc. Em lên tay cho các bác xem thử mẫu đồng hồ này nhá. Rất là độc đáo luôn đấy. Chung là dáng tanh thì nó khá là dễ đeo ấy. Size ngang là 27 này. Và size dọc của em này đó là 34. Ngang 27 và dọc là 34 nhé. Lên tay rất là đẹp luôn. Và giá của em đấy thì cũng cực kỳ là ưu đãi để cho các bác có thể sở hữu này. Mã E83 với giá chỉ có 650.000 thôi. Chốt đơn cho em nhé. Mã sản phẩm E83 với giá chỉ có 650.000. Tiếp tục giới thiệu đến các bác một em đồng hồ đến từ thương hiệu Takeo Nishida, một cái hãng đồng hồ của Nhật. Em này thì có cái phần mặt đó là màu xanh tím than các bác ạ. Mặt màu xanh tím than rất là lạ mắt. Phần mặt của em này được thiết kế giống như là hình như mặt trời ấy. Các cọc số tỏa ra bên ngoài này. Phần mặt bên trong được thiết kế theo kiểu là những cái vân xoáy tròn, cực kỳ là lạ mắt các bác ạ. Chiếc này có size ngang là 3, em xin lỗi, size ngang là 28 các bạn ạ. Và size dọc là 33. Đó, ngang là 28 và dọc là 33 nhé. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Mặt đáy ở đây thì có khắc tên thương hiệu đồng hồ đó là Takeo Nishida. Em lên tay cho các bác xem này. Nó sở hữu cái bộ dây khóa lụa, thì quá kim loại lụa, cho nên là khi mà lên tay nó rất là sang luôn ấy. Một cái mẫu máy quartz của Nhật, tình trạng máy hoạt động tốt này. Rồi các bác chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này nhé. Mã sản phẩm là E84 với giá là 750.000. E84 với giá 750.000 nhé. Rồi tiếp tục em qua mẫu đồng hồ tiếp theo. Đây là một chiếc Bulova của Thụy Sĩ, dòng máy Longchamp, cái dòng máy rất là cổ điển của thương hiệu Bulova này. Chiếc này thì có cái form dáng hình chữ nhật và hai cạnh bầu, mặt vân lụa, các cọc số chảy tia, và đặc biệt là chiếc Bulova này thì có hai kim các bác nhé.
đó, phần vỏ bọc thép không gỉ cho nên là giữ được cái độ mới nó rất là cao. Mặt đáy vuông thành bén cạnh có khắc tên thương hiệu đồng hồ Bulova trên cái phần nắp đáy này. Núm zin logo có tên thương hiệu nhá. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc này. Bulova với size ngang là 30 và size dọc của chiếc này là 37,6, gọi là 38 này. Đó, em lên tay thử cho các bác xem. Cái form rất là lạ mắt và độc đáo, dòng máy Long Tram nguyên bản chính hãng của Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ Bulova, cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Em này lên tay thì rất là sáng cổ tay luôn đấy. Cho các bác nào có cổ tay tầm từ 16 đổ xuống lên tay sẽ rất là đẹp nhá. Rồi, chốt đơn cho các bác. Chiếc đồng hồ này mã sản phẩm là E88 với giá là 1.950.000. E88 giá 1.950.000 nhá. Rồi em tiếp tục qua mẫu đồng hồ. Tiếp theo một chiếc Jaguar. Đó, dòng máy rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Em này máy Quartz Nhật nhá. Mặt vân lụa, cọc số chảy tia, kim cọc mạ vàng. Cái hãng đồng hồ này các bác nhìn cái logo này nó rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Vỏ viền được mạ vàng, đặc biệt là cái phần vỏ viền này là được mạ vàng hồng các bác nhé. Vỏ mạ vàng hồng. Mặt đáy inox có khắc tên thương hiệu. Nó dây khóa lụa zin nguyên bản của Jaguar. Có khắc biểu tượng thương hiệu của đồng hồ này. Em này có size ngang là 28 này. Và size dọc là 34. Ngang 28 và dọc là 34 nhé. Lên tay cho các bác xem, em này lên tay rất là chất luôn đấy. Mặt màu vàng mỡ gà. Chung là cái dòng máy Quartz nó chạy rất là chuẩn giờ thôi. Giao lưu với các bác em này, mã sản phẩm là E91 với giá chỉ có 850.000 thôi nhá. E91 với giá là 850.000. Rồi, tiếp tục em qua mẫu này. Các bác nhìn em này, quá là chất luôn này. Một mẫu đồng hồ Woodstock của Liên Xô với phần mặt huyết hai màu. Em này có hai màu, bên trong là nó là màu hơi vàng một chút và viền bên ngoài nó là màu đỏ. Mặt huyết cực kỳ là đẹp luôn đấy các bác ạ. Em này đúng là không còn cái điểm gì để mà chê luôn. Dành cho các bác nào yêu thích sưu tầm các dòng máy của Liên Xô, các bác chốt ngay cho em chiếc này nhá. Quá đẹp luôn. Vỏ viền được bọc vàng au 10 và có khắc triện ở trên cái phần vỏ này. Các bác nhìn là lớp vàng siêu dày và sáng. Gần như là không có cái dấu hiệu bong chóc nào xuất hiện ở trên cái phần vỏ này đâu. Kim cọc mạ vàng và các thiết kế cọc số điểm nhấn vào góc 6, 9 và 12. Đan xen với các phần vân kẻ ngang trên cái phần mặt đồng hồ như này. Đó, size ngang của em này là size 33 các bác nhé. Và size dọc, size dọc em sẽ tính cả chân càng. Hiện nay chân càng nó liền với cái phần thân đồng hồ đấy, size 39. Máy cơ có tay với 18 Jewel. Đó, máy đã được lau dầu, căn chỉnh chạy ổn định rồi. Các bác cùng nhìn lại cái mẫu đồng hồ này, quá là đẹp luôn. Đáy inox này. Chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này nhá. Mã sản phẩm là E100 với giá chỉ có 1.680.000 thôi các bác ạ. E100 với giá 1.680.000 cho một em Woodstock đẹp long lanh như thế này. Rồi, nhắn tin cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình, để sở hữu ngay em đồng hồ Woodstock này nhá. Rồi, và chiếc đồng hồ cuối cùng giới thiệu đến các bác ngày hôm nay, đó, các bác nhìn này, một em Lomon của Thụy Sĩ, máy Quartz. Em này nó thật là không thể nào mà có cái từ nào để diễn tả đấy các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Mặt kính sapphire. Đó, mặt này là mặt xà cừ các bác nhé. Phần mặt xà cừ siêu đẹp. Cộng thêm cái mặt kính này được thiết kế bằng cái kính sapphire nữa thì cọc số mạ vàng và được đính bởi 11 viên đá quý. Bên trên đây là biểu tượng của hãng đồng hồ Lomon này. Đó, một ô cờ lịch nằm ở góc 3 giờ và được thiết kế thêm mặt kính lồi, thì các bác có thể dễ dàng xem mà được cái phần giờ bên trong.
Viền đồng hồ được khảm đá nhé các bác nhìn này, khảm đá xung quanh mặt đồng hồ và phần dây khóa cũng vậy các bác nhìn đó, dây khóa zin luôn của đồng hồ nhá, được khảm đá từ phần dây khóa đến phần mặt đồng hồ. Em này siêu đẹp luôn, vỏ mạ vàng PVD cao cấp toàn bộ từ phần dây khóa này, nắp đáy cũng vậy, vỏ đáy dây tất cả đều được mạ vàng PVD cao cấp và được đính đá toàn bộ như thế này. Máy quát thì nó chạy rất là chuẩn giờ rồi, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng nhé. Với cái size ngang của em này là 40 và size dọc là 52 các bác ạ. Dành cho các bác nào có cổ tay vừa và to một chút lên tay sẽ rất là đẹp nhá. Rồi các bác cùng nhìn lại đồng hồ này một lần nữa trước khi em kết thúc video ngày hôm nay. Đó, Lomon Thụy Sĩ, máy quát, mặt kính sapphire, vỏ mạ vàng PVD cao cấp, mặt khảm đá toàn bộ như thế này. Em đồng hồ cực kỳ là sang, dành cho các bác nào có cổ tay to một chút nhé, lên tay em này sẽ rất là đẹp này. Tôi chốt đơn em này với mã sản phẩm là E98 với giá chỉ có 2.480.000. E98 nhé, với giá 2.480.000 để sở hữu ngay em đồng hồ này. Đó. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Để đặt mua hàng, chốt đơn ngay cho em về số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đừng quên ấn đăng ký cộng chuông để có thể đón xem các video mới nhất được phát trên kênh. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.